bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Vâng, sức khỏe là điều mà tất cả chúng ta đều quan tâm hàng ngày và việc mà chúng ta mong muốn nâng cao, bảo vệ và giữ gìn nó là điều mà vô cùng cần thiết. Chính vì vậy nên gần đây rất nhiều người đã tìm cho mình một giải pháp, đó là sử dụng thêm các thực phẩm chức năng để giúp bồi bổ cơ thể và nâng cao sức đề kháng của mình. Nhưng hiện nay trên thị trường thì Nga thấy rằng có con số rất đáng để cho chúng ta quan tâm, đó là tất cả những sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc ngay tại Việt Nam mình thì có đến 70% là hàng kém chất lượng. Vâng, đây là con số mà sẽ khiến bạn vô cùng hoang mang khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mình, đúng không ạ? Vậy một câu hỏi đặt ra là bạn nên mua sản phẩm ở đâu để có thể mua được hàng chính hãng, rõ nguồn gốc và đảm bảo chất lượng để giúp cho bạn có được sức khỏe tốt nhất sau khi sử dụng sản phẩm. Thì video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ cho bạn 5 thông tin để giúp cho bạn lựa chọn cho mình một địa chỉ mua hàng uy tín. Thứ nhất là bạn cần chọn nơi có địa chỉ và website rõ ràng để mua. Thứ hai là trong phần thông tin sản phẩm cần phải có thông tin phân biệt thật giả để giúp cho bạn nhận diện sản phẩm. Thứ ba là sản phẩm phải có tem mác rõ ràng. Thứ tư là địa điểm bạn mua hàng phải có chuyên viên tư vấn cho bạn hiểu rõ về sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm sao cho tốt nhất. Thứ năm là địa chỉ đó phải có cam kết về hàng chính hãng và chính sách đổi trả hàng cho bạn khi mua sản phẩm. Vâng, đó là 5 lưu ý mà bạn nên quan tâm khi lựa chọn cho mình một địa chỉ để mua hàng. Và đặc biệt là sản phẩm đông trùng hạ thảo Hồng Sâm Hoàng Đế lại là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Nếu như bạn mua được hàng chính hãng tốt nhất thì sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ được cải thiện và nâng cao. Nhưng nếu như bạn mua phải hàng kém chất lượng thì chắc chắn rằng số tiền bạn bỏ ra bị uổng phí. Không những vậy mà bạn sử dụng sản phẩm lại không mang lại kết quả gì, thậm chí chưa nói đến vấn đề mà sẽ khiến cho sức khỏe của bạn bị suy yếu đi. Vâng, và với Korea Shop 24 giờ, chúng tôi có rất nhiều năm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, khi đưa các sản phẩm Hàn Quốc về Việt Nam, chúng tôi luôn làm việc với những nhà cung cấp uy tín nhất của Hàn Quốc để có được hàng chính hãng và chất lượng nhất trao tới tay bạn để giúp cho bạn có được sức khỏe, giúp cho người thân trong gia đình bạn cũng có được sức khỏe tốt nhất. Và đây là một trong những sản phẩm mà Korea Shop 24 giờ nhận được vô vàn những phản hồi tích cực khi mà những khách hàng của Korea Shop sử dụng sản phẩm này đã mang lại hiệu quả và chất lượng cuộc sống của họ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Và Nga tin chắc rằng sản phẩm này cũng sẽ giúp cho bạn và những người thân trong gia đình bạn có được những sự hài lòng mà khi bạn sử dụng sản phẩm này. Sản phẩm đông trùng hạ thảo Hồng Sâm Hoàng Đế vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Chính vì vậy nên bạn hãy lựa chọn sản phẩm đông trùng hạ thảo Hồng Sâm Hoàng Đế để bồi bổ sức khỏe cho mình và lựa chọn Korea Shop 24 giờ là địa chỉ uy tín để giúp cho bạn có được sản phẩm tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này và được chuyên viên của chúng tôi tư vấn cho bạn cặn kẽ các chính sách để giúp cho bạn có được những quyền lợi tốt nhất khi mua hàng thì bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ đường link trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Chúng tôi sẽ tư vấn cặn kẽ cho bạn về sản phẩm, giao hàng tận nhà và nhanh nhất trên toàn quốc. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.